Ủa, ăn có mớ trộn đó hả? Ừ. Ủa sao bạn cái nước ở chợ này nó không có đâu? Cái gì? Hả? Ừ. Các bạn ăn bên anh nữa. Đòi mình ăn chung này. Chị ơi, sao mà chị có thể nêm nếm đồ vừa miệng, đồ ngon miệng gì được vậy chị? Nó là kinh nghiệm 10 năm làm việc ở đây mà. Nếu vậy chị có thể chia sẻ cho em cũng như là các bạn khán giả biết được là làm sao để mà mình có kinh nghiệm để mình chọn được một người vợ như chị đi. Hả? Mê ớt cay, thử ngay tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Hên xuân, hên xuân, hên xuân. Hả? Mọi điều đọc để trên bàn cho chị. Vậy làm cô. Ngon lắm không vậy hả? Sợ luôn, rất là ngon. Hôm qua nó rất là đậm đà hơn vị chim con. Thật ra mình không phải ghen chứ là mình nấu ăn ngon hả? Nấu ăn ngon hả? Nhà ai cũng nấu vậy hết. Chứ không phải là mình tự tin mình. Ăn ngon nè. Ngon lắm luôn á. Sao mà có thể nấu ngon vậy trời? Đó, lúc mà mới lẻ ra cái câu biết nấu đầu tiên cái gì là nấu ăn, nấu ăn mà. Nấu ăn, nấu ăn mà. Nấu ăn, hay quá ta. Vậy là chị là có thể trời phải uống rồi đúng không? Là không phải là có khiếu đâu, mà nhỏ là biết sai mà. Sửa thôi không chịu. Chị là vậy đúng không? Bên mình không biết củ dừa thiệt á hả? Dạ biết mà. Biết à. Nhưng mà Ghi nói là củ dừa nằm dưới góc á. Củ dừa nằm dưới góc á. Không, chỗ mà đi lên á. Cái chỗ mà đi lên đầu tiên á. Từ đầu chương trình tới giờ Ghi chưa đúng một lần nào. Tỏi thì nói giả rồi, xà lách thì nói ăn rồi, củ dừa là gốc dừa, không lẽ đào cái gốc này ăn hả? Em với chị dạ cũng không muốn nói gì nữa. Chúng ta rồi. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội. Con dừa nằm ở đâu? Mình chơi nấu ăn nên thôi. Không biết luôn. Con dừa nằm ở quận 4. Là nói chồng chị đó. 10 phút để chuẩn bị trọn gói, bắt đầu. Vô. Xào. Xào cái gì? Xào sốt. Làm gì có cái vụ xào sốt ở đây trời. Ủa hồi này lấy cái gì, lấy cái này làm gì tay em nhớ không? Anh cắt làm đôi anh bỏ chỗ này đúng không? Nói chung là cứ cắt mỏng 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 mỏng. Dạ cái thưa quý vị, để cho chương trình nó ăn bớt nhàm chán, chúng tôi mời Kim Tú Kiệt hát một bài hát tặng cho người hâm mộ. 2, 3, vô. Yêu được thì cứ yêu đi, cuộc đời dài ngắn mấy khi, duyên nợ cứ đến rồi đi, chân chứ là trắng. Ủa ngoài hát em không giúp đỡ được gì hả? Rồi, để em làm. Để đây được. Em cứ đổ được, vào là đổ vào là được. Chưa ra còn thiếu đường nha, thiếu đường hết trơn. Một muỗng lớn. Một muỗng lớn hả chị? Ờ, đó, muỗng kia kìa. Nó. Bỏ vô đường đi. Thiếu à. Lấy nữa. Ô, chay em, chay. Nhỏ. Cái gì? Để chút á. Cái gì? Sợ cháy em, sợ cháy. Cắt mỏng vậy đi. Lấy cái tô đi, xong rồi mình đổ này vô đúng không chị? Đúng rồi, rửa cái kia đi. Trời ơi, chế này sốt ra sao ta? Sốt này để đại đi. Rồi mình còn có cái vỏ ốc trang trí nè. Nặng cái mật nó ra nha. Còn mấy cái này có lấy không? Không, mình chỉ lấy cái phần đen này nè. Cắt ra hả? Cái đó cắt sao? Cắt sao cũng được, miễn là mình nhai được là được rồi. Nhai được là được hả? Cắt ngang vậy luôn hả? Đây, em thiếu chua, thiếu chanh. Chanh. Chị nghĩ là không chết đâu em, cứ ăn bỏ luôn đi không sao đâu. Rồi cái này, rồi, sao giờ như cái gì? Này màu vàng không lấy, màu vàng là cái gì đắng đắng á. Cái này nhìn xấu quá, không ăn. Trời ơi, cái đó ngon lắm á. Vậy anh, lì lụm lại. Bỏ vô rồi, bỏ đi. Thôi rửa lại. Có nữa nè. Rồi bây giờ làm gì nữa? Trộn mấy anh, trộn gỏi đi. Trộn vô đây hả? Ốc đâu, ốc đúng không rồi? Trộn vô đây đúng không? Thiếu đường chưa? Vừa đủ thôi, không cần thiết nhiều đâu. Thôi, để bên đó luôn đi. Mẹ này cũng vừa nữa nè. Ly vừa đủ thôi. Ê, sao bỏ nhiều vậy? Nè, em lấy bỏ mấy cái này rồi. Trời ơi, ai nói? Hồi nãy ở trên... Không có bỏ nhiều vậy đâu. Ăn không có chết đâu, trời ơi. Thôi kệ mình, bỏ nhiều là nó sẽ bị là lạc. Ồ đúng rồi. Nó lạc lắm em, nó lạc. Lạc sổ lạc. Nè. Ê, được mà. Ngon. Ngon. Ngon, cho em biết ngon. Chúng ta còn 30 giây. Tỏi đâu? Đó, tỏi. Tỏi sắc lát. Tỏi đó em mới bỏ vô đó. Xong rồi, miếng chanh nữa là xong. Lấy cái dĩa bự nè. Tụi em xong rồi. 10 giây còn lại. Nó hơi lạc không? Để vào đi. 10.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Mời món ăn. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapid All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, 20 giờ từ ngày 21 tháng 11.